chuẩn bị đi chơi Halloween phải make up đúng không? Đánh cái mặt trắng lên nè. Rồi, kẻ con mắt bầm vô cho nó kinh dị. Rồi, đó, make up mắt. Tan tan. Kẹm vít xẹo ở trên mắt trông thật không dữ. Hello mọi người, thì bây giờ mình đã make up xong rồi nè. Đây, mắt bạch vô thường mọi người đó. Cái mắt này là mình bị mẹo cạo xong nó bị... Nó bị gì ta? Ê, Phong cũng làm cái mắt giống vậy đó. Ủa vậy hả? Ừ, dịch, à không, mẹ béo cũng vậy luôn. Không sao, không sao, nói chung là mình là version con gái mà. Còn mình thì mặt mình đơn giản thôi, quan trọng là cái tóc này đó, tóc cháy không? Halloween là phải làm sao cho nó gọi là kinh dị, cho nó dị hợm xíu đúng không đó. Và bây giờ, Simi sẽ thay đồ. 3, 2, 1. Xin giới thiệu các bạn, đây chính là trang phục của mình. Rồi ngoài các mức hoa qua thì ta đơn ta nhé mọi người, đây chính là trang phục của mình. Giới thiệu với tất cả các bạn xem clip này, mình chính là nữ ninja. Nhưng mà sao nhìn mình, các bạn có thấy mình giống như quái vật hơn ninja, kiểu như mấy như một phản diện trong siêu nhân mọi người đó, mấy cái quỷ yêu nữ đó đó. Wow. Oh my god, Katja. Hi, xin chào. À, em cosplay thành một siêu sao. Wow, đây. Đây, mua vô đây, khoe. Coi nè, sẵn lòng nè. Vô, phối mà lại đi. Ê, chị bây giờ tụi mình cảm giác như chị biết là trong siêu nhân thì có mấy cái nhân phản diện không? Kiểu mình là nữ yêu tinh nè, đây là phù thủy. Phù thủy này, đây là gì đây? Yêu quái. Trùng bị đánh mấy siêu nhân mọi người á. Tôi nhớ ra đây là cái phong cách gì rồi? Đây là Rockstar. Mắt cài đen đen nè. Bây giờ cài rồi. Mình nghĩ là cay thì mẹ một cái tia gì ta, tia sấm sét cay mắt ạ, nó đẹp nữa. Cái đúng rồi, tia cái này cần sấm sét, tia sấm sét màu đỏ, nên có sấm sét nó mới hợp. Thôi nhưng mà cay không muốn ô vàng cho em mình đúng không? Để chị em mình ô vàng à? Đâu chị em có ô vàng đâu em nhỉ? Ô vàng mới đẹp. Trời ơi, không hề ô vàng nha. Đó, nên là không hề nha mấy bác. Đây, tôi có hình xăm trái tim này đó. Từ tôi cũng phải có hai cái tay hai bên chứ nhở? Ờ đúng rồi, tay đâu yếu tính mà. À các bạn ơi, mình có cái hình xăm trái tim sau trái tim đen đó. Đó, trời ơi. Ok bạn ơi, và đây chính là trang phục của Simi. Rồi, Sim đứng ở đây nè Sim ơi. Ui. Trời ơi, mình là theo cái style gọi là kiểu rock đồ mấy bạn đó, đánh nhạc đó, đó style rock mọi người. Tôi là yêu tinh mọi người, tôi là yêu quái. Yêu ma gì đây? Ta xin giới thiệu với người, ta chính là yêu quái trong những bộ phim siêu nhân mà biết không? Cô là yêu ma, cô đi ra đi. Ngươi nghĩ sao, ngươi là một kẻ nhạc rap mà làm sao đánh bài được ta? Ta là yêu tinh, ta có phép thuật. Ủa nhìn cay cũng kiểu giống nhân vật phản diện đồ vậy. Mà mình có móng tay rất là dài nữa. Nhân vật phản diện đồ á. Ừ. Ta để vô cái mắt gì mà một bên nó màu trắng, bên nó màu đỏ nè. Cào cái xong mắt nó biến thành màu trắng luôn. Thôi được rồi, bây giờ là chúng ta sẽ cùng nhau xem coi trang phục của những người khác sẽ như thế nào nha. Đi thôi. Sao lúc đầu mình tưởng mình là ô về nhé các bạn nhìn nè. Đó, quá là chỉnh chu luôn nhưng mà không. Sao? Sao vậy? Nhớ chụp lại. Câu này của em cũng bình thường. Ok, mình được phỏng vấn hai bạn không nhỉ? Được nha. Rồi, Yabun hóa trang gì đây? Hóa trang thành Nikolai nhưng mà phiên bản Macaron. Rồi đây sao? Mình phiên bản Macaron mà cũng là Nikolai nhưng mà nữ đó. Bạn gái của Nikolai nam. Trời, tưởng mình ô về nhất không má. Đây, trời ơi, ô về nhất đẹp nha. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi, chào ninja nha. À không, mình yêu quái. Yêu quái hả? Yêu tinh. À, đây, ngủ tay. Yêu tinh. Quá đẹp rồi. Ok, thôi mình tạm biệt bạn nha. Tôi làm hề đó mà. À gì đó, Benny White, Kip đó. Trời ơi. Ê, các bạn thấy trong các cuộc họa gì đó, trong tất cả mọi người đang hóa trang, các bạn thấy ai hóa trang gọi là kinh dị nhưng vừa đẹp nhất thì đừng có bỏ phiếu cho tôi.
cho biết nha. Đó. Video sim mà con mình là ca mui nhiều cũng ngại lắm. Thôi đừng nói thế. Cho mình tôi cũng được nha mọi người, không sao hết. Lúc chờ đợi Sammy phong cận thì mình có muốn một xíu. Đó các bạn thấy không, tự nhiên Mui đang quay xong, tự nhiên mình nhảy vô. Đó các bạn thấy ánh mắt phán xét của chị Cam Mui không? Đấy, nhỏ giống vô duyên luôn. Và đây, tất cả thành viên Hair Team đã tập hợp đầy đủ và tụi mình đang check in vào sự kiện Halloween của YouTube nha mọi người. Đó, mọi người hóa trang hết trơn luôn. Trời ơi, chụp hình tách tách các kiểu nha. Đấy, nói chung là team tôi là lần này chơi nguyên cây đen. À, cái cạnh này thì hiện tại team đang cắt bước vô mọi người. Đó, phải bước đi vô sang cạnh đó, cái anh cameraman đang quay kìa mọi người. Rồi, tôi đâu. À, đây, Jimmy, Sammy, Skyron và Phong Cận. Và đây là bên trong sự kiện đó mọi người. Trời đất ơi, tôi đang nhìn nó đã gì đâu mọi người. Và đây cũng là sự kiện Halloween đầu tiên mà mình gọi là tham dự luôn mọi người. À, vô tình mình ngồi gần chị VV và anh Thật Đức nè. Trời ơi, hai chị em có duyên ghê. Ta nói cái nhạc trong sự kiện đúng to luôn mọi người đó. Nghe là muốn quẩy thôi mọi người đó. Cạnh này mình đang quẩy với chị VV cùng với mọi người nè. Quẩy. Và gần như các tiết mục tại sự kiện YouTube Halloween rất là đầu tư nên mình cực kỳ ấn tượng luôn. Và một cái điều mình không ngờ tới đó chính là mình gặp được chị em Trà Đặng và chị Châm Đô. Trời đất ơi, ngoài đời hai chị này nhìn xinh xịu dễ thương quá trời có đất luôn. Hai chị em sinh đôi gặp nhau luôn nha mọi người. Trời ơi. Và đây với mọi người, cảnh cô bé mèo Simi mập ú đang review đồ ăn. Nói chung là đói quá mọi người, phải lẻn ra đây. Đấy, lúc đầu á tụi mình bảo là tụi mình đi vệ sinh nhưng mà cuối cùng tụi mình lẻn ra đây đi ăn đồ ăn mọi người. Đó, trời ơi, tên ơi, ăn bắp, ăn bơ. Ồ, các bạn thấy không? Cái bánh hình gì ta? Hình nhện kìa. Ồ, hình con nhện rất là Halloween luôn mọi người. Đó. Nói chung là cái quầy trang trí đồ ăn nhìn nó rất là đẹp luôn mọi người, đẹp đến mức mà mình không dám ăn luôn mọi người, mình chỉ cầm để cho các bạn xem thôi. Đó, thấy không? Đó, cái bánh rất là cute luôn. Đấy. Ủa, cái gì đây, cái gì vậy? Trời ơi, gì này? Ít quá. À, nhột nha. Này là quá nhiều nè. Mình mới cầm một bịch bắp lê hay là nhìn Mui cầm nguyên một dĩa đồ ăn luôn mọi người. Ta nói trời ơi quá trời của đất luôn. Và đây còn nữa, còn rất nhiều đồ ăn trang trí phong cách Halloween. Còn đây là búp bê Halloween nha mọi người. Trời ơi, nhìn kinh dị quá à. Nhưng đó chỉ là đồ giả thôi nha mọi người, không phải đồ thật đâu. Và đây là bộ xương là bằng thịt đó mọi người. Trời ơi, ôi sao hay vậy. Tức là dạng mấy miếng thịt lên cái bộ xương mọi người, nó xương giả nha. Đấy. Mình bảo mình đi vệ sinh nhưng mà mình ra ngoài này mình ăn. Chúng ba cô gái bảo ra ngoài đi vệ sinh nhưng cuối cùng là trốn ra đây ăn. Nếu ai gặp được nhớ bắt nha. Hello mọi người. Hamburger đen. Sao hamburger đen hả? Nhớ thì mọi người, đây chính là video review bánh hamburger màu đen y chang như cái bộ đồ tôi với ba chị em đang mặc vậy. Nói chung thì cảm nhận đầu của mình sao lại cầm ngón tay vậy? Giờ mình mới để ý luôn mọi người. Đấy, ok, nói chung là mọi người đang nói rất là nhiều thứ, còn mình chỉ việc ăn mọi người. Sau khi ăn căng cái bụng xong á, mình với hội chị em đã quay lại sự kiện nha mọi người. Đó, nói chung là ăn no rồi còn biết đi vô chứ đúng không? Nó chứ ăn no mà không vô đây là cũng tội lắm. À, và đây là những người thắng cuộc trong sự kiện gọi là hóa trang của Halloween nha mọi người. Trời ơi, anh chị hóa trang đúng ấn tượng và cực kỳ đầu tư luôn nha mọi người. Trời ơi, siêu dễ thương luôn á. Nha. Tôi xin lỗi vì đã quay ông nha Jay Ray, nhưng mà cảnh này nhìn ông tội nghiệp quá à. Và chúng ta đến với tiết mục quẩy cùng chị em. Quay, sao mới gặp lần đầu? Anh ơi anh à, anh bắt bùa gì mà lại làm? Baby, em nói từ đâu, baby can you say? Trời ơi, gì đây, trời, người đang quậy ông mèo béo đi ngang qua kìa, ông không biết gì luôn. Nhưng mà tụi tôi quẩy gì đó mọi người. Rồi, cạnh này thì vô tình mình gặp được chị Mitty và nói chuyện với chị ấy. Nói chung là chị ấy rất là dễ thương và mình cực kỳ ấn tượng với trang phục hôm nay của chị ấy luôn các bạn. Và theo mình biết là chị ấy hay reaction video hai chị em mình gọi là làm TikTok á mọi người. Trời đất ơi. Nói chung là chị ấy rất là dễ thương luôn các bạn.
Và có một cái điều khá là thú vị ở tại sự kiện hôm đấy, đó chính là cũng có một số người tới xin chụp có một số người tới xin chụp ảnh mình, thì mình cảm ơn mọi người rất là nhiều đã xin chụp ảnh cùng với Sim nha. Đây ta ta ta. À và đây cạnh này là anh photographer xin chụp hình gọi là Sim, Kai và Sam. Đó, ba đầu tư cố gắng tạo ngầu nhất có thể mọi người. Đấy. Clip này chắc mình quậy cả chục lần luôn, mọi người thích quậy quá trời luôn. Rồi đây đây đây, giới thiệu mọi người cô em gái siêu tâm lý, siêu dễ thương. Nói chung là cảnh này mình đang chụp hình cho chị gái mình Sammy Đào. Đó, mà chụp đâu phải chụp một tấm đâu, chụp chục tấm. Và mỗi tấm đều là mỗi pose khác nhau. Mà Sam đổi kiểu thì mình cũng phải đổi kiểu đó. Mình như đi tập kung fu vậy mọi người đó. Chụp hình với Sam là mình đi tập gọi là kung fu võ thuật luôn đó nha mấy bạn. Tạo dáng các kiểu đó, mình cũng đổi dáng theo luôn. Rồi, à đây, thưa mọi người, cảnh này mình với Kyron chụp ảnh thẻ cho mọi người, chụp ảnh gọi là qua cái máy á mọi người. Đó, chụp ảnh couple đấy, rồi mang phong cách Halloween. Đây, trời ơi, bắn tim rồi đó. Rồi, cặp đôi ngầu lời các kiểu cầm quạt quạt đó. Rồi, mấy bạn chuẩn bị xem thành quả nè, đây. Đó, và bây giờ mình với Kai sẽ chọn ra hai tấm để in ra nha mọi người. Đấy, chọn hai tấm. Tấm nào cũng đẹp, nên chọn tấm nào ta? Để coi coi có tấm nào đẹp ta. Ok, thôi, chọn hai tấm đấy nha mọi người. Đó, mình thấy hai cái tấm nào ngầu nhất là chọn thôi. Đó, chọn đi, chọn ơi. Đó, thôi, chọn đi. Rồi, chọn tấm kia và đây. In ra, đó. Và không, thậm chí là chị ta có mình với Kai nữa, mà có Phong với Sam nữa nha. Đó, hai cặp đôi luôn các bạn. Nói chung là hai cặp, cặp nào cũng dễ thương hết trơn. Nói chung là chụp chưa đã đâu, nguyên team mình lôi vô chụp hết luôn. Đó, nguyên team mình chụp luôn đây các bạn ơi. Đó, và đây là ảnh độc nè mọi người. Trời ơi, nhìn mọi người dễ thương quá à. Wow. À, tôi có cái này hơi bị hay cho các bạn coi nè. Thôi, sao ngầu em. Thôi khoan, bây giờ chị với em giống kiểu chị là boss của em, là kiểu thủ hạ vậy đó. Em đang xì xì đó. Mình với chị Linh đang có play gọi là yêu quái yêu tinh trong siêu nhân đó mọi người. Phù thủy vào. Người ta là phù thủy, người ta có phép thuật nè. Bây giờ là muốn đâu đâu, bây giờ chị làm phép thuật coi, em xem coi. Rồi, làm phép nha. Đúng rồi. Rồi, chuẩn bị nè. Bây giờ tôi biến mất nè. Ok, rồi, đây. Nhìn nha. Thật quá chị ơi, thấy tôi luôn. Kỹ xảo này không dùng kỹ xảo gì đâu nha. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Quánh ai cũng không quánh công quay phim. Đúng rồi, quánh ai cầm máy. Đi sự kiện YouTube thì phải làm gì đó chấn động đúng không? Cái video này sẽ khiến bạn cảm giác chấn động. Rất ngầu vậy luôn các bạn, ba chém màu quá trời. Và tiếp theo đó chính là tiết mục quậy trước khi đi về. Là ngoài việc ăn ra thì cái việc mình cũng rất thích nữa, như là việc quậy nha mọi người. Một sự vô tình rất là nhẹ nhàng đó, chứ mình đã gặp được anh Chris đi vào game mà. Phải nói cái gì đó. Không biết nói gì hết trơn. Hello các bạn, mình là MCB. Rồi hai anh em cười dễ thương quá trời. Rồi trời trời, cái gì mà chuyển cảnh mượt dữ vậy. Rồi bây giờ mèo xin mình sẽ review các bạn tại sự kiện Halloween YouTube có những gì nha. Đầu tiên có cái bục để bước tới. Rồi và cái gì kia. Trời ơi, một cái bàn phép thuật, một cái bàn chế tạo thuốc. Wow, cái bàn này chắc chắn dành cho mình rồi. Rồi, đổ thuốc vô, rồi quạt quạt, xoay thuốc để chế tạo thuốc độc nè. Rồi, cái gì đây? Oh, phía trước có một gọi là quả chi ta bí ngô siêu to khổng lồ. Ái chà chà, quả bí ngô này á mà chi ta trở thành đồng bọn mình chắc chắn
chắn rất là tuyệt cú mèo luôn. Hay là có thể gì ta nấu thuốc cũng được. Chà, những quả bí ngô này có thể dọa tất cả mọi người đây. Rồi ok, mình nghĩ đây có một cái cây, có một cái gì đó. Rất nhiều con nhện mà có rất là nhiều tơ nhện màu đen. Chà, cái cây này có vẻ là khá là kinh dị đây. Thôi nhưng mà nói chung chỗ này cũng khá là chán, mình sẽ đi thôi. Ây da, ủi gì vậy? Trời ơi, chết rồi, mình bị con quỷ giờ nó nhăn tơ, nó không cho mình đi các bạn ơi. Chết. Thôi, như vậy thôi nha. Rồi, nói chung là video của mình như này thôi. Thì các bạn thì như nào, các bạn cũng đừng quên bấm subscribe và like là mình và đừng quên bình luận video cho mình biết nha. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt.